Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay em test nhanh test lẹ luôn, tại con này không còn gì hết trơn á. Tháo ra là thấy ruột gan phèo phổi gì mất tiêu rồi, nó mắc một ổ CD, hai ổ cứng. Theo em biết là hai ổ cứng ha. Không biết tháo nó mắc sao em đem về được còn cái hên hên, được cái là còn lên nguồn. Rồi bán giá là quá bèo nhèo luôn, 100 ngàn ha, còn lên nguồn nè. Ngoại hình đẹp, máy móc thì em nghĩ là nguyên zin, cam kết luôn, nó chỉ tháo lấy đồ hay là cái quỷ gì không biết hết trơn rồi nè. Đó, dây nhợ thì em thấy còn nhóc trơn nè. Dây nè, một dây ổ cứng nè, hai dây ổ cứng là còn thinh nè, một dây nguồn nè, bên đây là một dây nguồn, hai dây nguồn là ok nè. Còn đâu nữa không ta? Ủa, nếu như hai dây nguồn vậy là chỉ có một ổ cứng với một đầu CD thôi chứ ha? Sao chỗ này nó trống ta, hay chỗ này nó trống thôi? Kỳ vậy. Không biết rồi. Rồi đây ha, em nói đây ha. Nắp ok. Bác coi mấy bác mua về làm phế liệu cũng vẫn rẻ nữa ha. Lấy mấy cái ngõ ao quê này ha. Rồi mấy cái này thì mình lấy tụ tiết gì đó không biết ha. Rồi lấy được cái quạt ha, cái nguồn ha. Con này em bán đồ hư là em không có dây nguồn nha quý khách cô chú chị em lưu ý giùm em nha, không dây nguồn nha, dây nguồn giờ 20-30 ngàn cộng không có nữa đó. Mấy cọng bông sen này sáng bóng luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Có cáp quang nè, internet nè, HDMI nữa nè, thử lấy ngõ HDMI nè. Mấy cái này nó lấy rồi chứ chị lắm á, tại em không có rành nè. Pin nữa nè. Rồi, nói chung là mà bán giá ve chai không dịch. Cái này là chưa bao phí ship nha quý khách. Chưa bao gồm những phí ship. Rồi lên nguồn ok ha. Quý khách cô chú chị em nào thật sự nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Zalo, Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.